Chào mừng các bạn đến với kênh Chị Lê Kỳ. Đã lâu không gặp các bạn. Thì theo một số comment mà Chị Lê Kỳ đọc được á, thì một số bạn nói rằng là cái video mà chị Kỳ đăng lên là đăng lại, đang trùng lập. Thực ra là các bạn đã xem video ở kênh nào đó tôi không biết. Thì những video mà tôi làm ở đây chưa hề trùng lập, và nội dung gửi các bạn là hoàn toàn chính xác theo cái bản gốc. Cũng cực khổ dịch đúng như vậy, tự nhiên có để gửi các bạn xem đâu. Thì hôm nay để có thời gian, chúng ta hãy cùng nhau đi vào những đoạn phim kinh dị ngày hôm nay. Và đừng quên là hãy gán like cũng như subscribe, chia sẻ video để ủng hộ kênh Chị Lê Kỳ nhé. Bây giờ chúng ta hãy đi vào nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Đây là đoạn phim được quay lại ở Sarawak, Malaysia vào khoảng thời gian lúc 4 giờ chiều ngày 11 tháng 3 năm 2021. Và thật trùng hợp, đây cũng là ngày mà các tín đồ Hồi giáo đang thực hiện nghi thức cúng bái. Đối với những người theo đạo Hồi thì đây là thời điểm xảy ra nhiều điều kỳ lạ nhất. Trong video lúc này, chúng ta có thể thấy một nhóm thanh niên đang đi câu tôm càng xanh gần bờ trên chiếc thuyền của họ. Đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc thuyền không người lái chạy ngang qua sông. Người dân sống gần đây nói rằng chủ nhân của chiếc thuyền này là anh Ma Thanh Thề, một người rất thích đi câu tôm và đã qua đời một tuần trước đó. Được biết chiếc thuyền này đã đi thẳng đến chỗ chôn cất của Ma Thanh Thề, sau đó nó đậu sát bên ngôi mộ của anh và không ai dám đụng đến nó cho đến tận bây giờ. Người đàn ông đến từ Chile này đã tìm thấy một chiếc xe bán tải bị bỏ hoang từ rất lâu ở vùng sa mạc phía bắc nước này. Thế là anh ta đã tiến lại gần để chụp hình. Nhưng khi đến gần sát bên chiếc xe, anh ta phát hiện chiếc vô lăng lại tự nhiên xoay tròn chuyển động. ¿Acaso habrá estado ligado al tráfico de drogas? Ah, no sé, va a inventar un cagüincito del norte. Y le robaron pero absolutamente de todo. Vamos a entrar aquí, tratar de entrar. Se está moviendo, se está moviendo. Y lo grabé. Yo no creo los fantasmas, pero se está moviendo. ¿Acaso habrá estado ligado al tráfico de drogas? Ah, no sé, va a inventar un cagüincito del norte. Y le robaron pero absolutamente de todo. Vamos a entrar aquí, tratar de entrar. Se está moviendo. Lo grabé. Yo no creo los fantasmas, pero se está moviendo. Một thị trấn ở phía đông thành phố Mã Lạng thuộc đảo Java, Indonesia. Nơi đây được biết đến là một trong những thị trấn cổ có bề dày lịch sử hơn 1.000 năm qua. Nơi đây có độ cao hơn 500 mét so với mặt nước biển, cùng với đó là khí hậu gió mùa mát mẻ quanh năm. Không những vậy, những tòa nhà với kiến trúc Hindu đương thời là một trong những điểm thu hút khách du lịch viếng thăm nơi đây mỗi năm. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, một cặp tình nhân đã đến đây chơi và họ quyết định thuê ở tại một khách sạn địa phương, nơi được biết đến là một khách sạn có ma. Khách sạn này có tên là Niagara, một nơi từng thu hút rất nhiều khách du lịch đến ở trước đây. Khách sạn Niagara được xây dựng vào năm 1918. Tiền thân trước đây của nó là một biệt thự riêng của một người đàn ông giàu có trong vùng. Người đàn ông này sau khi sống ở đây được 5 năm thì ông ta chuyển sang Hà Lan định cư và để lại biệt thự này cho họ hàng quản lý. Qua nhiều năm không được tân trang và tu sửa, căn biệt thự gần như trở thành một nơi bỏ hoang. Vào năm 1960, một doanh nhân giàu có người Trung Quốc đã mua lại căn biệt thự này và biến nó thành khách sạn Niagara như bây giờ. Cách trang trí ở đây là sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây. Nó sử dụng rất nhiều đá cẩm thạch và những loại gỗ cao cấp, nên nó trở thành một nơi thu hút rất nhiều khách du lịch về thuê ở. Lúc đầu ở tầng 5 của khách sạn này có tới 26 phòng, nhưng cho đến hiện nay thì chỉ còn lại 14 phòng cho thuê, số còn lại đã bị niêm phong. Ngoài ra, cửa liên thông giữa tầng 4 và tầng 5 đã bị chặn hoàn toàn. Một số thông tin cho rằng điều này có liên quan đến những hiện tượng tâm linh đã từng xảy ra ở đây. Vào năm 1980, một người phụ nữ đến từ Hà Lan đã thuê một phòng ở lại khách sạn này trên tầng 4 cùng với chồng của mình trong chuyến du lịch của họ. Sau đó, khi biết tin chồng mình ngoại tình và lấy hết tài sản cho người tình, nên người vợ đã treo cổ tự tử trong phòng. Kể từ đó, nhiều người thuê ở tại khách sạn này nói rằng ở tầng 4 và tầng 5, họ đã nhìn thấy một ma nữ người nước ngoài lướt qua các hành lang. Thậm chí mỗi đêm, họ còn nghe thấy giọng nói của cô ta ở ngoài cửa. Không những vậy, những hiện tượng siêu nhiên này
còn cho là được phát hiện ở tầng 2 và tầng 3. Sau đó một số phòng ở tầng 3 cũng bị niêm phong và chỉ còn lại 14 phòng được cho thuê. Jadi kan gue pergi ke Malang, terus gue tuh suka banget nginep di hotel-hotel yang kayak vintage. Hiện tại, cặp tình nhân này đã ở trong một căn phòng trên tầng 3 của khách sạn Niagara và họ không hề biết về những điều đã xảy ra ở đây, thậm chí họ còn rất vui vì thuê được giá rất rẻ. Theo thông tin được cặp tình nhân này đăng tải, thì giá thuê phòng chỉ có 100.000 ruby Indonesia một đêm, tương đương khoảng 7 đô hay 160k. Nhưng họ đã chuồn mất sau khi ở được 15 phút. Khi vừa bước vào phòng, họ đã cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Căn phòng rất lớn, nhưng một vài cánh cửa ra vào và cửa sổ thì bị khóa hoặc bị đóng đinh. Điều này càng làm cho họ thêm bất an. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa, người bạn trai đi ra mở cửa, nhưng hoàn toàn không thấy ai ngoài hành lang. Điều này khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa, người bạn trai lại đi ra ngoài mở cửa một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ai. Nhưng cô gái đã vô tình quay được một cái bóng đen lướt qua cánh cửa. Sau đó cô bạn gái đã gọi anh chàng lại và cùng nhau xem đoạn phim mà cô ta vừa quay được. Điều này đã khiến cho cả hai vô cùng kinh hãi. Maksud gue kan kita kan cuma rebahan doang terus jam 1 cabut. Ya, gue juga gak mau rebahan di sini ya. Udah deh, pes-pes patungan cepet-cepet. Iya ini cancel nih. Hah? Nih aku udah bayar. Ya gak apa-apa udah. Guys kita cabut serem banget. Sau khi thảo luận được một lúc thì họ quyết định trả phòng. Theo như lời mô tả thì họ giải thích rằng họ cười một cách điên cuồng như vậy là vì quá hoảng sợ. Sở dĩ họ làm như vậy là để giảm bớt đi sự yên tĩnh đến lạ lùng trong căn phòng này và cũng vì trấn an chính mình. Khi đi đến sảnh, họ nhìn xung quanh và thấy rất nhiều cánh cửa bị khóa. Không có khách hay bất kỳ nhân viên nào trong khách sạn, ngoại trừ người lễ tân đang ngồi. Apa-apa mas sudah bayar? Oh iya. Makasih ya mas. Selamat mas. Đây được xem là đoạn phim cuối cùng của một nam thanh niên có tên là Yamato, người mà được xác nhận là đã chết trong căn phòng của anh ta sau một tuần khi đoạn phim này được quay lại. Theo thông tin được biết, khung cảnh trong đoạn video lúc này là anh ta đang đi lên ngôi đền Taya ở phía tây vùng rừng núi Gifu. これ
Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like cũng như là chia sẻ được nhiều đến người xung quanh. Và đó chính là cách bạn ủng hộ kênh Trinity. Và tôi sẽ có động lực để làm thêm những video mới với các bạn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.